Shop Mylan Huỳnh xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mẫu áo lẻ của Zacco. Mẫu này thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu xám. Độ dày của cái mẫu này được dán trên nhãn là 3 mm, tuy nhiên là thực tế thì dày khoảng tầm 2.5 mm ạ. Đây là mẫu màu cổ xám trước ha. Mẫu cổ xám này thì nó có chữ Zacco màu xanh lá cây ở trên cổ. Đây là đường chỉ may của cái mẫu này, đường chỉ may thì cực kỳ là chắc chắn. Trên cổ áo có chữ Zacco nha mọi người, màu xanh. Đây là độ dày của nó, độ dày là 3 mm đó mọi người, nhưng mà thôi mình cho mình nó trừ hao là 2.5 mm thôi nha, tại vì mình cũng nó cái mẫu này thì nó sẽ cũng không đủ dày đủ 3 mm đâu, mặc dù là trên nhãn nó dán là 3 mm. Đây cái màu xám này ở vòng cổ tay nó cũng có chữ màu xanh của Zacco ha, Zacco. Thì đây là ở phần cổ tay thì được may gấp lại. Áo này thì ở phần cổ cánh tay nó còn có cái sọc caro, nhìn rất là đẹp ha. Đây là ở phía mặt sau của áo. Ở phía sau thì nó có chữ Zacco Nail Tech. Nail Tech có nghĩa là kỹ thuật nail brand đó. Áo này thì có size, có đủ size từ size S đến size 4XL nha mọi người. Size tầm 50 kg đến size 95 100 kg cũng có luôn. Đây là mặt trong của cái áo này. Mặc đồ này thì để cản gió 100%, giữ ấm giữ nhiệt khi mình làm việc hoặc là làm việc ở trên bờ hoặc là làm việc ở dưới nước. Mình bơi lặn. Cái dây kéo, nó có một cái dây kéo ở phía trước ngực mình đó. Đây qua đây là mẫu màu đen ha. Màu đen thì đen trơn từ trên xuống dưới luôn. Ở phía cổ thì có chữ Zacco, cũng như cái mẫu, hai cái mẫu này là hai cái màu này là cùng một mẫu không, thì đây là mẫu màu đen hết trơn ha. Thì ở phần cổ tay nó cũng có chữ Zacco này, ở bên tay bên trái thì nó sẽ có hình sọc caro. Và cái áo này hiện đang ở giá là 495.000 nha mọi người, 495.000 cho một cái áo dày, độ dày của nó là tầm 2.5 mm đến 3 mm của hãng Zacco, hàng chính hãng Zacco. Mọi người đặt hàng thì liên hệ là 0935373725. Bộ này là 495.000 nha mọi người. Áo này riêng một cái áo. Mình đặt hàng thì có thể là liên hệ Zalo hoặc là trên Shopee Mylan Huỳnh. Rồi em xin chào ạ.